Miêu tả năm nay của chị, miêu tả năm cũ của chị, miêu tả năm 2022 của anh. Ba từ trong 2022: mất mát, mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng. Tràn đầy hy vọng. Wonderful. Tuyệt vời. Ôi. Gì vậy? Ghê vậy ta? Yeah. Hồi phục, bận rộn và rất bận. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Trên cả trên tuyệt vời. Sao xuống vậy ta? Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Ừ. Ôi, còn hợp lý quá hả? Hợp lý quá luôn. Trải nghiệm, mất mát, chuyển mình. Một từ để... Tôi nghĩ là từ CEO đi. Không. Hợp á. Không, CEO không. Thì là từ năm ngoái rồi. Nhưng mà năm nay nó phát triển hơn. Nếu mà dùng một từ thì mình sẽ dùng từ đẫm. Đẫm hả? Đẫm. Đẫm hả? Đẫm. Đẫm gì? Đẫm ý là giải thích được không? Đẫm là có nghĩa là rất là nhiều. À. Năm nay cái gì cũng được nhiều hết đó. Không có mất gì cả. Mày ngon vậy? Ồ, ngon. Nói chung là rất là thích. Năm 2022 của em thì chắc em sẽ dùng từ thay đổi. Thay đổi hả? Vâng. Năm 2022 rất là bận rộn nhưng đồng thời cũng rất là năng suất. À, năng suất. Tại vì năm nay là một năm mất mát khá là lớn. Nếu như ai theo dõi anh cũng sẽ biết là năm nay anh vừa mất đi một người bạn rất là thân. Một người bạn tri kỷ của anh là anh Vũ Ngọc Phượng. Tại vì đối với anh, Phượng là một người bạn rất là quan trọng trong cuộc đời cũng như là trong sự nghiệp của anh. Nhưng mà anh nghĩ là sau mỗi mất mát thì nó đều sẽ cho chúng ta một cái bài học. Và nếu như mình học được bài học đó mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. À. Và anh hy vọng rằng là năm nay ở thời điểm cuối năm này, khi mà anh bắt đầu anh bận rộn hơn rất là nhiều, thì bắt đầu anh thấy là có rất là nhiều những cái niềm hy vọng cho năm tiếp theo nó sẽ tươi đẹp hơn. Ủa, vậy là tính ra là năm nay của anh là rất là bận luôn, vậy là may mắn đấy chứ nhở? Đúng rồi, bởi vì là khi mà năm 2021-2020 trôi qua ấy, thì thực ra là anh là một người khá là kém thích nghi với cả cái sự thay đổi. À. Nên là khi mà quay trở lại cái guồng làm việc thì anh thấy hơi bị ngợp. À. Nhưng mà đến cuối năm thì anh thấy ổn rồi. Ok ok. Hồi phục rồi. Một năm hanh thông, thuận lợi, làm cái gì cũng ok á. Và quan trọng là được vô đây nè. Vô Sài Gòn. Đó. Và vô Sài Gòn xô chậu nữa, đậm đẫm là mình cảm thấy là mình rất hạnh phúc. Đậm đẫm là hay đấy. Vì em nghĩ là trong năm nay thì em sẽ có khá là nhiều những sự thay đổi cho bản thân mình. À, năm mới thì anh muốn là tăng tốc, bứt phá và thành công nhiều hơn. Bởi vì năm nay thì mình đã mất nguyên một năm để mình thích nghi, hồi phục rồi. Anh hy vọng rằng là năm sau sẽ là một cái năm mà anh lấy lại được cái năng lượng của mình. Và lấy được lại được cái nhiều cái cảm hứng của mình nhiều hơn. Tại vì trong 2 năm mà Covid thì anh nghĩ rằng là nó ảnh hưởng rất là lớn. Anh nghĩ không chỉ tới anh đâu mà tới rất là nhiều người, là mọi người đều sẽ bị cảm giác rằng là mình tụt cảm hứng. À. Cũng như là mình mất đi cái nguồn năng lượng vốn có của mình. Mình trì trệ. Đúng rồi đó. Sau đấy thì anh lại gặp rất là nhiều sự cố trong cuộc sống nữa, giống như sự mất mát anh chia sẻ. Cho nên là nó giống như nó là một cái gậy đập anh rồi gục ngã luôn. Cho nên là anh hy vọng là trong những sắp tới, điều quan trọng là không phải là sự thành công, không phải là tiền bạc, không phải là danh tiếng hay là bất cứ điều gì nó hào nhoáng bên ngoài, mà anh chỉ mong rằng là bên trong anh nó sẽ tìm lại được cái năng lượng và cái cảm hứng để anh tiếp tục anh cống hiến cho khán giả. Anh có mong muốn dự định gì cho năm 2023 không? Sẽ tuyệt vời hơn năm 2022. Anh tham lam quá. Vậy còn anh hy vọng điều gì xảy ra với anh trong năm tiếp theo? Tuyệt vời hơn. Ai cũng vậy luôn nha, ai cũng vậy luôn á. Vậy thì chị mong muốn điều gì cho năm sau? Tỉnh thức. Cái gì vậy chị? Tỉnh thức, thức tỉnh đi, thức tỉnh đi. Thức tỉnh, chánh niệm, hạnh phúc. Đột phá. Đột phá, đúng đúng. Em nghĩ phải có sự nghiệp mình vô trong đó nữa chứ. Dạ, thế thì không biết là mong muốn năm sau của Long Chun sẽ là gì? Chất đậm, máu. Đậm hơn. Chứ làm sao vậy? Em mong điều gì cho năm 2023? Thương được mọi người yêu thương ủng hộ. À trời ơi, sao nói cái câu đó cái nét hậu dữ vậy? Thì đang thân thiện, nét thân thiện cái nào. Thương được mọi người yêu thương và ủng hộ. Năm 2023 thì có rất là nhiều điều mà em mong muốn. Đầu tiên là sẽ có những bài hát hay. Bài hit, hit. Cái đấy là hơn cả tiền chị ạ. Tiền hơn, đúng, trước hit. Tiền luôn. Đấy còn sức khỏe, sức khỏe này, rồi là sức khỏe cả mình, cả người thân này. Rồi là sẽ gặp được nhiều người bạn mới. Và nói chung là sẽ suôn sẻ trong công việc của mình. Vâng. Năm tới tôi muốn đi du lịch nhiều hơn, chị muốn đi nghỉ ngơi. Vậy là chị sẽ xài từ nghỉ ngơi. Cũng không hẳn là nghỉ ngơi, tại vì nghỉ ngơi là giống như không đi không làm gì hết, nhưng mà chị nghĩ là du lịch đi. À du lịch, du lịch. Nhân dịp năm mới thì mình chúc tất cả những bạn đang theo dõi Miss Thi và Dinology một năm mới thật là an khang, thịnh vượng và thành công. Và mong rằng là năm mới của chúng ta sẽ bùng nổ và thật là hoành tráng hơn năm cũ rất là nhiều. Ok, vậy thì anh hãy chúc những cái lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn
sư tử đúng không ạ? À đúng rồi, sư tử là lion của anh. À, không chỉ là lion của anh đâu mà năm mới anh, sorry, không chỉ là lion của Isaac đâu mà năm mới Isaac xin được chúc cho tất cả quý vị và chúc cho cả Misty nữa cũng toàn bộ ekip của Misty sẽ có thật là nhiều sức khỏe, sự bình an và điều quan trọng là tất cả những gì mà mọi người đang ấp ủ sẽ sớm được thực hiện và chúc cho mọi người những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống nhé. Chúc cho các bạn có một năm thật là nhiều ý nghĩa, nhiều sức khỏe và cái gì các bạn mong muốn được thực hiện thì thật tất. Vậy thì anh hãy gửi lời chúc mừng năm mới cho tất cả các bạn đang xem video này. Misty Entertainment hả? Không có Misty rồi. Vậy là anh chúc em năm sau có Misty Entertainment á. Ừ, đó có chuyện talent nhá. Trung Quân xin được gửi tới mọi người một lời chúc năm mới thật là nhiều thành công, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và tiền vàng như nước. Mà nhớ xem MV của Trung Quân. Chúc mừng năm mới mọi người. Thì chúc cho tất cả mọi người năm mới sẽ có nhiều sức khỏe. Tại vì đối với chị sức khỏe nó sẽ là quan trọng nhất. Em có sức khỏe em sẽ có làm được rất là nhiều thứ. Thứ hai, chúc cho mọi người sẽ tìm được bên trong của mình, sẽ biết được là cái gì sẽ mang đến niềm vui cho cuộc sống này của mình, hạnh phúc. Ví dụ như có nhiều người bản thân chị, để chị đi, chị rất là trễ để chị có thể hiểu được là chị thích cái gì. Ủa chứ không phải là trước giờ chị đã tìm được cái gì thích hả? Có khi mình nghĩ là mình thích nhưng mà lớn thêm một chút, mình trưởng thành hơn thì mình sẽ nhận ra được nhiều thứ hơn. Và đặc biệt là chúc cho mọi người gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Tại vì có may mắn thì mình làm gì cũng thuận lợi. Còn tất nhiên là có sức khỏe, có may mắn, luôn luôn sẵn sàng, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng học hành, trau dồi những cái kỹ năng của mình để mình sẵn sàng ready đón nhận những cơ hội mới. Có những người năm vừa rồi rất là may mắn, nhưng cũng có những người năm vừa rồi chúng ta không được may mắn lắm, thì cũng đừng có buồn, năm sau sẽ là một năm Mão mà mình kiên nữa, cho nên là một năm rất là tốt. Cho các bạn sẽ có một năm cực kỳ tốt. Nhưng mà nhớ nha, xuyên nhanh trước là về vấn đề kinh tế thì chúng ta nên phải tiết kiệm một chút, tại vì năm sau là một năm kinh tế sẽ rất là khó khăn theo chị Trọng. Ủa vậy là năm sau có phù hợp với mệnh hỏa không? Thường kim thì sẽ hợp với thổ, với hỏa, nhưng mà tại vì mình tính chung là năm sau mình phải đọc nhiều thì nó có một cái là năm sau là nó đang, chúng ta đang trong tình trạng lạm phát, kinh tế nó sẽ khó, nên là tiền nó phải giữ tiết kiệm. Vậy là ráng đi chơi nốt năm nay thôi. Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Misty TV. Và nhân dịp năm mới thì chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe là đầu tiên. Sau đó là sẽ đến nhiều tiền đó. Và sau đó sẽ tình yêu đơm hoa tiết trái nụ tầm xuân ABC này nọ. Tầm xuân là chúc có người đang bầu hả bạn? Không có, có nghĩa là chúc nó lúc hé, lúc nở, lúc nụ á. Tình yêu là nó phải thăng trầm, nó phải vui, nó phải nhiều màu sắc đó. Làm sao mà một năm tới tất cả mọi người đều may mắn đều đến với các bạn nha. Quân xin gửi lời chúc cho tất cả mọi người đang xem cái live stream này, là xin chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều may mắn và thật là ấm áp bên gia đình. Tóc Tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Misty cũng như là đang theo dõi video clip này, các fan của Tiên nữa, và mong rằng là năm mới mọi người sẽ thứ nhất là rất là vui bình an nè, thật nhiều sức khỏe nè, Tiên rất là thích chúc mọi người sức khỏe và tất cả những dự định gì chưa hoàn thiện trong 2022 thì sẽ hoàn thiện trong 2023 và hãy là chính mình. Ủa nhưng mà chị tên cấp chị không có tên Cherry. Tại sao chị không kêu là Fairies? Ok, nói. Và Fairies ơi, hãy tiếp tục ủng hộ cho Tóc Tiên trong 2023 cũng như là sẽ gặp nhau những người trong 2023 nhé. Mừng Tết đến, ta đập đến nhà nhà, cái bài vàng cái nồi hồng thắm tươi. Sao sao hở là hát chúc vậy? Cười à, để sống lâu sống nè. Cô cháu sang năm lại đón Tết sẽ Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Happy New Year. Ok, Happy New Year mọi người, bye bye. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Chúc mừng năm mới, Misty TV.